nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nước là một cái điều kiện quan trọng nhất trong nuôi tôm giúp bà con thành công. Hôm nay tôi chia sẻ với bà con cách tiết kiệm nước, tiết kiệm vi sinh và rất nhiều chi phí giúp bà con cải thiện được cái môi trường nuôi nhanh chóng nhất bằng hệ thống lọc tuần hoàn. Đó là lấy nước một lần có thể dùng cả năm. Sau đây bà con hãy xem chi tiết video này để có thể ứng dụng từ tôm nhỏ cho đến lúc tôm lớn giúp bà con có vụ mùa thành công. Chuyển ra ngoài đây á? Chắc khoảng 2-3 ngày nữa. Này, này. Nay được bao nhiêu ngày rồi? Cái này là bữa nay được 10 ngày. Nước đẹp đó, nhà nước này tốt đó. Nước trong hay nhờ? À đây lọc đấy hả? Dạ. Hay quá. Để mà đã ra đỡ lắm mà. À, sang kia xong mới đẩy lên đây, ra đây, hút lên trên đây. Đỡ đấy bao nhiêu vậy nhờ? Dạ. Không phân ông xả bỏ luôn. Vâng. Và... hay là phân vào đây đúng không anh? Dạ. Hay quá. Cái này là anh Toàn anh nghỉ ra đấy hả? Dạ. Cái này là ổng thương xe ấy đồ là ổng ta làm là lợi cái dạng như hồi đó ta ổng nuôi cá kiển á. À. Mấy cái dạng như cái ấy cá kiển là ổng chế lại á. À. Hệ thống chi phòng trong kia chạy ra ngoài này. Dạ. Chạy xuống giống dưới kia. Rồi bơm ngược lên trên đây. Bơm ngược lên. Bơm lên trên đây. Quay ngược nó ống đây, quay ngược lên trên đây. Và xả đây ra phần. Coi như cái nước này là cái vi sinh nó không bị mất. À, nó không mất vi sinh. Ừ, không mất vi sinh. Một ngày không mất bao nhiêu nước hết trơn á. Đúng rồi, mà cũng hết rất ít nước. Nó mà rất sạch này. Rất là sạch. Hay quá. Thế cái này nó cũng tương tự như cái bể anh đang xây kìa. Dạ. Sau này cái kia nó rất là cũng... bể đó là cái bể dành cho tôm lớn. Tôm lớn. Tôm nhỏ mà xây cái bể đó thì nó... À. Quá cỡ. Hay quá. Đấy, phân đây. Đây là phân của tôm đây. Mong muốn okay. Chia sẻ quá, nhiều hay điều hay đến bà con. Bà con hãy để lại thông tin để nhận được cái chương trình mới nhất từ kênh video này. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.